xe tưởng châu Phi nhìn nó đẹp hơn ha. Như thế này có nguyên con màu đen xi máy. Cái Thiêu và Khánh sẽ cùng nhau phân biệt hai dòng cá tay tượng là cá tay tượng da beo và tay tượng châu Phi. Ủa, tay tượng da beo là sao đi? Con tay tượng da beo á, đây cận cảnh nè, đặc trưng của nó là nó có gần có đốm nhưng mà nó là của thằng black là đen, là đen. Còn thằng châu Phi á, đặc trưng của nó là sẽ cam đỏ, ánh đèn lên nó sẽ lên cam đỏ. Châu Phi là châu Phi là cam đỏ ha? Đúng rồi, châu Phi nó cam đỏ, bi nó nhuyễn hơn. Tay tượng châu Phi. Còn tay tượng da beo là màu da beo của mình, của nó là vàng ngà, màu đen ngà, nhưng mà bi với lại gần của nó là đen. À, còn thằng châu Phi luôn luôn nào cái dân đó mình khi mình lên đèn á nó sẽ cam đỏ. Nên mình thả chung hai giọng. Đúng rồi, thả chung hai giọng. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây mình sẽ nhìn thấy phân biệt ha, con tay tượng da beo. Da beo thì cái da nó sao tụi gan nó như như con báo đốm vậy đó. À, châu Phi là màu đỏ hả? Đúng rồi, cái con châu Phi nó là gần cam đỏ. Châu Phi là cam đỏ nha mọi người. Nè, da beo nè. Nay cái hồ này nó hơi bị đục quá nên mà hơi khó thấy xíu. Rồi vậy trong hồ mà nó ăn sâu, bé ăn sâu mà. Châu lọc qua đi nó mới trong rồi. Tay tượng châu Phi. Rồi tay tượng da beo. Sự khác nhau giữa tay tượng châu Phi và tay tượng da beo. Như là da beo tiger. Da beo tiger. Tiger là hổ báo rồi đó. Còn con thì đỏ, còn con đen. Nó mình nhìn ở ngoài là mình thấy cũng đỏ. Ờ. Phân biệt cũng đỏ nha. Không có cái đèn nhìn nè. Đè liền luôn tắt. Chỉ gọi là tắt. À. Đẹp quá. Phân biệt đơn giản thôi, ở đây mình có một cái sạch kiển màu xanh đó nè. Sạch xanh. Sạch xanh. Tối. Đó. Đây là hai con cá. Tay tượng châu Phi. Con tay tượng châu Phi nhìn nó đẹp hơn ha. Nó đỏ đỏ nè. Con người thì thích đó, con người thì thích. Trời ơi, chính người 10 ý. Mà tay tượng châu Phi thì màu đỏ vậy nè. Nó bần lên cái màu đỏ. Đó, con tay tượng da beo. Da beo thì nó màu đen như thế này. Nó nguyên con màu đen luôn. Đen mung luôn. Đó, ngoài ra bạn bán còn rất là nhiều cá nữa nè mọi người. Cá sim cái này, sim của bạn này có đó mấy con. Cái dòng cá sim của bữa nay mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Hôm qua thì mình quay không được rõ cho lắm à, thiếu ánh sáng. Đây là mấy cái dòng cá máy. Cá sim máy nè mọi người. Đó. Sim máy ha. Mình thấy sim máy thấy rất là đẹp ha. Đây mình thấy cá beta. Em ré em này nằm im ghe rồi nè, 45k. Đây anh em nữa nè. Em này tới 45k. Nó hơi bị chối rồi. Đây 30k. Con màu trắng. Con màu trắng nhìn cái là nó đẹp lắm. Em này tới 150k nó đang lột. Cá hạt đỉnh hồng với cá ông tiền 30k một cặp. Tay tượng châu Phi với tay tượng da beo. Cá đẹp nhà bạn Liêm bán. Mọi người có mua thì có thể comment lên dưới video ha. Hoặc là mình sẽ cho cái số điện thoại Zalo của bạn Liêm á. Thì mọi người ở xa thể kết bạn. Rồi
hỏi mua, hỏi về giá cả, bạn sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Chú cá sấu nè, cá sấu quả tiện. Này có con à, hồng vĩ. Đó. Đây là trùng chỉ lên bọt luôn kìa. Đây là cá máng. Đây là sâu. Ồ, mấy con cá này đó. Full gold. Bảy màu full gold kìa. Cá dạ quang nè. Cá đuôi. Quá đẹp luôn. Này mà mình thanh niên đang lấy đồ phía trước ha. Kết panda. Con này đẹp quá. Kết panda nè mọi người. Con này là cái bụng nó ăn no, căng tròn. Ba bốn con trên đây luôn. Đó, mấy con hồng của cam bay dài. Ủa, hồi này mình chưa thấy con nào thì nó cũng. Vậy mấy con tay tượng. Mấy cái là hán. Cánh bườm. Quá trời cánh bườm nữa. Cái là hán này đẹp quá, cái đầu nó con này nó muốn lên. Muốn lên đầu đó. Ừ. Full, full gone hả? Này là cái gì á? Full get hả? Đẹp quá ha. Ruby cánh tiền. Con cơm hả? Con cái gì á? Mới mua ăn thử T10. Cám trộn hả? Cám trộn T10. À. Cho mấy cá ăn hả? Nó có 10 loại cám này. Mấy con này no chưa? Thấy mấy con này no quá trời, bụng bự quá trời. Mấy con trên nó bụng bự quá. Cái cần của hai nó bù lại kìa. Ồ, nó lên kìa. Nó lên rồi kìa, thấy không? Cái cám dài đâu, thiệt đấy, thiệt. Cái cám thiệt cái gì? Ồ, trên này cũng 50-30. Cần của em là một cái gì hôn nhớ xíu vậy, chính dục hả? Mắc vậy? Nè, đang coi cái gì? Cho máng. Cho máng nha. Thôi con này đã đen mụn mà. Mấy con này dễ nhìn nó rõ hơn. Con này đen thui. Đen thùi lùi. Có thấy luôn. Cá máy này mọi người. Cá máy này là cá xin. Thôi con này cái bụng nó cho ảnh rồi.